quan sát tôi là ngồi ở tiệm ngon đó. Quá ngon. Cái này là bò lúc lắc. Dạ em gửi phần mực xin nướng. Rồi. Bỏ cái này qua bên kia. Bò lúc lắc à ấy hả? Còn cái này là lẩu tôm nướng. Còn cái này là món gì? Mực xiên nướng. Đây nó gọi tôm thịt hả? Cái này vì sao hải sản à? Cái này ngon con cocktail nè. Rồi là cái kia là nước bưởi hả? Nước bưởi á. Còn có thiếu một món nữa. Kỳ thiệt. Xung quanh là toàn là người ngoại quốc ngồi. Nhưng mà biết không, tụi này nó chậm cái chỗ là cái món ăn tráng miệng là cái món ăn tụi này không đem ra trước.